năng tiếp theo khá độc đáo trong Photoshop hay gọi là điểm ảo kỳ diệu. Chúng ta có thể khám phá chức năng này như sau. Các bạn bật hình lên và vào filter. Chúng ta vào Vascon, điểm ảo kỳ diệu. Các bạn có thể zoom lớn lên hoặc tôi để chế độ này cũng được. Đầu tiên chúng ta sẽ có một yêu cầu nhỏ nhỏ này. Tôi muốn biến mất cái đèn này và khoảng tường của chúng ta sẽ làm sao mà tương đối chính xác, có các cái đối tượng gạch ốp ở đây và đèn sẽ biến mất. Tôi làm như sau. Đầu tiên chúng ta chọn replace, tôi chọn đối tượng này và kéo vào góc kéo dưới này và kéo điểm thứ ba, kéo làm sao chúng ta sẽ chọn hết cả cái phần đèn này. Khi đối tượng chúng ta có màu xanh tức là an toàn, nếu các bạn chọn màu nhìn cam hay nhìn đỏ thì coi như đối tượng của chúng ta phối cảnh bị sai. Vậy tôi sẽ chọn đối tượng này, màu xanh tôi cho là an toàn. Chúng ta có thể kéo hạ đối tượng này hoặc là các bạn có thể kéo lên nếu thấy cần thiết. Sau đó các bạn về công cụ chọn, chúng ta có thể chỉnh kích định này cho hợp lý. Nếu đồng ý rồi chúng ta bấm vào công cụ này, các bạn chọn xem thôi, tức là chúng ta sao chép. Sao chép cách thông minh nhất chúng ta nhấn vào lát và chọn những vị trí nào ô gạch vuông này, các bạn tôi nhấn chuột trái một lần đó, tôi chuyển cái ô này định vị đúng và chúng ta chuột trái tô. Cái tấm hình của chúng ta đã mất rồi. Ok, đồng ý. Vậy là rất nhanh, đối tượng ảnh của chúng ta đã đẹp, đã bị biến mất một cách hoàn toàn. Và tôi thấy rằng với chức năng này khá là hợp lý khi chúng ta cần biến mất đối tượng. Nhưng các bạn chú ý rằng các background sau của nó phải có sự tương đồng, nó tương đối giống nhau. Nếu như trên cái đồng cỏ mà chúng ta dùng cách này thì hoàn toàn không hợp lý. Chúng ta sẽ dùng một cách khác để chỉnh. Các bạn hãy chú ý rằng cái background khá là quan trọng đấy.